Xin chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân A. Thì các video trước tôi có giới thiệu cho các bạn về ngôi nhà 2 tầng và 3 tầng. Thì hôm nay tôi muốn nói về một ngôi nhà cấp 4 sang trọng. Đó là chủ nhân là anh Luân ở Quỳ Hợp. Thì trước khi đến với nhà anh Luân thì chúng ta qua cái kênh nhà đẹp Tân Á một chút. Các bạn chỉ cần đến nhà đẹp Tân Á và ấn nút tìm kiếm thì sẽ ra kênh của chúng tôi. Và kênh của chúng tôi thì có các cái video chia sẻ các cái mẫu nhà, nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà tân cổ điển, nhà hiện đại và nhà mặt phố, vân vân. Và kèm theo đó là các cái video chia sẻ cái kinh nghiệm các xây dựng các cái hạng mục công trình, để từ đó các bạn tích lũy được cái kiến thức cho mình khi để về xây dựng và quản lý ngôi nhà của mình. Xin được quay trở lại với ngôi nhà anh Luân ở Quỳ Hợp. Thì ngôi nhà nổi bật với cái màu trắng của các cái mảng tường và màu xanh của cái mái ngói đồ sộ. Nét nổi bật của ngôi nhà đó là ở đây chúng tôi bố trí 2 sảnh, ở sảnh phía trước, sảnh chính phía trước và có sảnh phụ ở mặt bên. Và mỗi sảnh chúng tôi đều bố trí 5 bậc từ sân lên thềm, để trời kỳ chúng tôi bố trí ngũ bậc là để phù hợp với cái để tôn lên cái nền cho ngôi nhà và tôn lên cái chiều cao cho ngôi nhà. Mặt bậc thì ở đây chúng tôi bố trí mặt ốp mạch mặt là màu đá màu đen và cổ bậc thì màu trắng, hai màu tương phản với nhau tạo nên cái sự sáng trọng. Ngôi nhà nhận nhà ở các cái mảng tường màu mảng tường trắng là chúng tôi bố trí với cái hệ cửa là cửa chính lăng bằng gỗ lim Nam Phi, còn các cái cửa sổ là bố trí bằng hệ nhôm Simfa màu nâu ghi. Ở cái dọc các cái điểm điểm nhấn trên các cái tường là các cái đường chỉ ấm dọc kéo dọc trên trên tường, kéo từ mặt trước đến mặt bên. Đấy. Và cái nổi bật của ngôi nhà là 2 cái sảnh. Và điểm nhấn của 2 sảnh chính là 2 chiếc cột vuông vức to đậu đậu đỉnh cột và chân cột được ốp gạch và ốp đá màu tối màu. Trên cả trên thân cột thì có đường chỉ ấm, trên các đường chỉ thì có ốp các cái gạch tối màu để tương phản với màu trắng của cột. Ngôi nhà nổi bật với cái hệ mái nhiều chóp, 2 chóp phía trước và 2 chóp ở bên và 1 chóp lớn ở giữa. Trên đỉnh các cái chóp thì chúng tôi bố trí các cái kim chống sét và được liên kết với nhau và truyền xuống đất để tạo sự an toàn cho ngôi nhà khi mùa mưa bão. Hệ mái ở đây được bố trí theo phong cách mái Nhật.
ngôi nhà sang trọng là vậy. Để bớt cái sự khô cứng của ngôi nhà thì chúng tôi đã bố trí các cái bồn hoa cây cảnh ở mặt trước và mặt bên, và ở các cái sảnh, hai bên sảnh xung quanh ngôi nhà, tạo cho ngôi nhà một sức sống. Về tổng thể, về ban ngày thì ngôi nhà rất đẹp, sang trọng. Về ban đêm thì chúng tôi cũng không quên bố trí các cái đèn mắt trâu chạy viền dưới các cái viền mái nhô ra, và các cái đèn ở các cái đỉnh cột, đèn led ở các cái trần sảnh, tạo cho ngôi nhà sự lung linh và lộng lẫy lúc về đêm. Đấy, nhìn tổng thể ngôi nhà về mặt trước và mặt bên và trên mái nhìn xuống rất đẹp, rất sang trọng. Bây giờ ta đi vào bên trong của ngôi nhà. Bên trong của ngôi nhà thì với cái bề ngang là 11,84 m và chiều sâu là 15,22 m. Thì ngôi nhà được bố trí là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một bàn thờ. Nhà vệ sinh thì được đặt phía ngoài ngôi nhà. Bước vào sảnh chính qua cửa cửa chính thì sẽ là phòng khách rộng 12,9 m², và phân cách giữa phòng khách và phòng thờ sẽ là một hệ lam gỗ. Hệ lam này là tạo cái sự thông thoáng cho phòng khách và phòng thờ, và nó tạo cái thẩm mỹ đẹp mắt khi ta ngồi ở phòng khách nhìn vào phía trong. Bếp ăn được đặt ở phía bên phải của ngôi nhà. Các phòng ngủ được đặt ở các góc của ngôi nhà với diện tích là 16,5 m², và phòng ngủ lớn nhất là 18 m². Đây là vị trí bếp và phòng bếp, bàn ăn và bếp ăn. Thì bếp được đặt theo hướng của tuổi của chủ nhân ngôi nhà. Còn đây là bàn thờ, được đặt hướng bàn thờ được đặt theo hướng phong thủy của tuổi của anh Luân. Về công năng là bố trí rất hài hòa và khoa học, tiết kiệm, hợp lý. Bây giờ ta nhìn lại một lần nữa về cái công năng, cái hình hình khối phía ngoài của ngôi nhà. Từ mặt bên phải đến mặt bên trái và mặt chính giữa thì ngôi nhà thì thể hiện cái hình khối sắc nét và sự sáng trọng, và cách bố trí màu sắc rất hài hòa giữa màu tối và màu màu sáng. Với kỳ mảnh đất rộng và khi túi tiền, cái khoản tiền vừa phải thì đấy là cách đầu tư hợp lý để xây dựng một ngôi nhà cấp 4, và nó không quá tốn quá nhiều tiền mà lại tạo sự nổi bật giữa cái khu khu làng đó. Vừa rồi là tôi trình bày với nhà anh luôn ở Quy Hợp. Nếu các bạn thấy video bổ ích, thú vị thì các bạn có thể vào đăng ký
kênh Nhà Đẹp Tân Á và nút chuông để không bỏ lỡ cái video nào cả. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại.